Chào mừng Kim đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kim cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5 trang 20-22. Bài 2, bạn nam, bạn nữ. Bài đọc 4, cuộc họp bí mật. Số 1 nhỏ, em hiểu thầy giáo muốn nhắn nhủ điều gì với các học sinh nam khi yêu cầu Dito và Yuriko giúp đỡ Elena. Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Các bạn nam cần quan tâm động viên khi bạn nữ gặp khó khăn. B. Các bạn nữ không thể tự đứng lên nếu không được sự giúp đỡ. C. Một bạn nữ bị ngã sẽ rất buồn nếu có ai đó gắt gỏng với mình. D. Nếu đỡ mạnh tay quá có thể khiến bạn bị ngã, càng khó đứng lên. Như vậy, trong bài đọc, thầy giáo muốn nhắn nhủ với các học sinh nam khi yêu cầu Dito và Yuriko giúp đỡ Elena. Thì các em hiểu như thế nào? Thì chúng ta hiểu là thầy muốn nhắn nhủ rằng các bạn nam cần quan tâm, động viên khi bạn nữ gặp khó khăn. Như vậy câu 1 chúng ta khoanh tròn A. Câu 2. Vì sao Elena vẫn khóc mặc dù đã được Dito và Yuriko đến giúp, nhưng cô bé lại nín khóc ngay khi được Sasha giúp đỡ? Khoanh tròn giữ cái trước ý đúng. A. Bởi vì Dito lúc đầu gắt gỏng nhưng sau đó đã ân cần với Elena. B. Bởi vì Yuriko lúc đầu đỡ Elena mạnh tay nhưng sau đó đã nhẹ nhàng hơn. C. Bởi vì Dito và Yuriko đều chưa ân cần còn Sasha thì rất ân cần với Elena. Về bởi vì khi được Sasha giúp đỡ cũng là lúc Elena đã đỡ đau hơn trước. Như vậy Elena vẫn khóc mặc dù đã được Dito và Yuriko đến giúp, nhưng cô bé lại nín khóc ngay khi được Sasha giúp đỡ là bởi vì Dito và Yuriko đều chưa ân cần, còn Sasha thì rất ân cần với Elena. Như vậy câu 2 chúng ta khoanh tròn ý C. Câu 3. Thầy giáo quyết định tổ chức cuộc họp với các học sinh nam để làm gì? Đánh dấu tích vào ô vuông trước ý đúng. Để giúp các học sinh nam biết cách quan tâm giúp đỡ các bạn nữ. Để giúp các bạn học sinh nam hiểu và tuân theo nội quy chung. Để khiến các học sinh nữ phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của các bạn nam. Để hướng dẫn các học sinh nam biết đi, thông thả, không chen lấn. Như vậy, thầy giáo quyết định tổ chức cuộc họp với các học sinh nam để đó là để giúp các bạn học sinh nam biết cách quan tâm giúp đỡ các bạn nữ. Tiếp theo B, theo em vì sao thầy giáo tổ chức cuộc họp đó một cách bí mật, đánh dấu tích vào ô vuông trước ý em thích. Vì thầy giáo muốn mọi người hiểu rằng các bạn nam đã tự thay đổi. Vì thầy giáo biết các bạn nam muốn giữ bí mật về cuộc trò chuyện với thầy giáo. Vì thầy giáo muốn mọi người bất ngờ về sự thay đổi tích cực của các bạn nam. Ý kiến khác nếu có. Như vậy, theo em thầy giáo tổ chức cuộc họp đó một cách bí mật là vì thầy muốn mọi người hiểu rằng các bạn nam đã tự thay đổi. Tiếp theo câu 4. Ngoài những điều thầy giáo nói, theo em các bạn nam bạn nữ cần có thêm đức tính gì? Theo em các bạn nam bạn nữ cần có thêm một số đức tính như sau. Đó là cần phải dũng cảm. Cần phải dũng cảm. Và nhẹ nhàng hơn.
bạn nữ thì nên bao dung và bình tĩnh hơn. Đúng không? Tiếp theo, luyện từ và câu luyện tập về dấu gạch ngang. Một nhỏ, các dấu gạch ngang trong đoạn văn ở bài tập 1 sách giáo khoa tiếng Việt năm, tập 1 trang 32 được dùng để làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Đánh dấu các ý được liệt kê. B. Nói các từ ngữ trong một liên danh. C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. D. Đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu. Như vậy các em xem lại đoạn văn ở bài tập 1 sách giáo khoa trang 32. Các dấu gạch ngang trong đoạn văn được dùng để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu. Như vậy câu 1 chúng ta khoanh tròn về. Câu 2, cần thêm dấu gạch ngang vào 4 vị trí nào trong đoạn truyện sau để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích? Gạch dưới từ cần thêm dấu gạch ngang ở phía trước. Sáng chủ nhật mẹ đi vắng, chỉ có hai anh em Sơn ở nhà. Sơn ơi, chợt có tiếng mẹ gọi, mẹ về đây, mẹ về rồi đây. Sơn chạy ra, vội ra đón mẹ rồi nhanh nhẹn rót nước mời mẹ. Mẹ uống nước đi ạ. Giọng Sơn đang hâm hở bỗng trở nên lúng túng. Mẹ ơi, từ lúc mẹ đi chợ em vẫn chơi ngoan, nhưng con mới chỉ kịp quét nhà đun nước thôi ạ. Mẹ cười, thế là con làm được nhiều việc giúp mẹ rồi. Này nhé, con chơi với em, quét nhà sạch sẽ lại còn đun nước. Vậy là được 3 việc rồi, con trai của mẹ ngoan quá. Như vậy các em đọc kỹ đoạn truyện và chúng ta thêm 4 dấu gạch ngang vào 4 vị trí ở trong đoạn truyện để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích. Như vậy các em đọc kỹ đoạn truyện. Sáng chủ nhật mẹ đi vắng, chỉ có hai anh em Sơn ở nhà. Thì ở đây chúng ta thấy chỉ có hai anh em Sơn ở nhà, đây là bộ phận giải thích là sáng chủ nhật mẹ đi vắng thì chỉ có hai anh em Sơn ở nhà. Như vậy chúng ta sẽ đặt cái dấu gạch ngang ở đây. Sơn ơi, chợt có tiếng mẹ gọi. Thì Sơn ơi ở đây chợt có tiếng, đây là cái tiếng mẹ gọi, cho nên chúng ta sẽ đặt dấu gạch ngang ở đây. Mẹ về đây rồi. Sơn chạy vội ra đón mẹ rồi nhanh nhẹn rót nước mời mẹ. Mẹ uống nước đi ạ. Giọng Sơn đang hâm hở bỗng trở nên lúng túng. Như vậy lời nói của Sơn, mẹ uống nước đi ạ, mẹ ơi, từ lúc mẹ đi chợ em vẫn chơi ngoan, nhưng con mới chỉ kịp quét nhà đun nước thôi ạ. Thì ở đây bộ phận giải thích chú thích ở đây là giọng Sơn hâm hở bỗng nhiên trở nên lúng túng. Như vậy chúng ta đặt dấu gạch ngang ở đây. Rồi tiếp theo, mẹ cười, thế là con làm được nhiều việc giúp mẹ rồi. Này nhé, con chơi với em, quét nhà sạch sẽ lại còn đun nước. Vậy là được 3 việc rồi. Như vậy ở đây vậy là được 3 việc rồi giải thích cho các công việc đó là quét nhà, đun nước và chơi với em. Như vậy chúng ta đặt dấu gạch ngang ở đây. Như vậy ở đây chúng ta được 4 vị trí. 4 vị trí dấu gạch ngang này là đánh dấu bộ phận giải thích chú thích. Tiếp theo số 3 nhỏ. A. Có thể thay dấu câu nào trong đoạn văn dưới đây bằng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu, đánh dấu tích và ô vuông trước ý đúng. Ai cũng khen bạn Vân, lớp trưởng lớp tôi, là một cán bộ lớp gương mẫu. Thực ra, lúc đầu, chúng tôi, mấy anh chàng hay coi thường con gái, không tin Vân làm được lớp trưởng, nhưng bây giờ thì khác rồi.
cả lớp đều bị Vân thuyết phục. Như vậy các em sẽ thay cái dấu câu nào trong đoạn văn dưới đây bằng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích? Thì đây chúng ta có dấu chấm, dấu ngoặc đơn, dấu phẩy, dấu ba chấm. Như vậy các em đọc kỹ đoạn văn thì chúng ta thấy bộ phận chú thích giải thích ở đây là lớp trưởng, lớp tôi, rồi lớp trưởng, lớp tôi giải thích đó là chú thích cho đó là bạn, bạn Vân. Rồi mấy anh chàng hay coi thường con gái đó là giải thích, chú thích cho chúng tôi. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ thay dấu câu bằng cái dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích đó là dấu ngoặc đơn. Như vậy chúng ta nên dấu tích vào dấu ngoặc đơn. Rồi B, các em viết lại đoạn văn trên rồi các em sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu. Như vậy các em sẽ thay cái dấu ngoặc đơn bằng dấu gạch ngang. Ai cũng khen bạn Vân, lớp trưởng lớp tôi là một cán bộ gương mẫu. Thực ra lúc đầu chúng tôi mấy anh chàng hay coi thường con gái, không tin Vân làm được lớp trưởng, nhưng bây giờ thì khác rồi, cả lớp đều bị Vân thuyết phục.